Hiện tại Tâm sẽ nói với bạn là Tâm không phải bisexual bởi vì Tâm rất không mê trai. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Tâm Official. Trong video ngày hôm nay thì Tâm sẽ trả lời các câu hỏi mà các bạn đã hỏi Tâm ở trên Instagram. Bởi vì ngày hôm nay là video chỉ là nói về những cái gì các bạn muốn hỏi về bản thân Tâm thôi. Cho nên những câu hỏi nào mà vĩ mô hơn, nó deep hơn, về vấn đề xã hội này nọ vân vân thì có lẽ là Tâm sẽ để lại ở những video sau. Còn video ngày hôm nay thì Tâm sẽ chỉ tập trung nói về những cái rất là cơ bản và những cái mà các bạn muốn biết về bản thân Tâm thôi. Đầu tiên là ngày sinh nhật của Tâm là ngày mấy giờ? Mong Tâm rep luôn yêu Tâm. Ngày sinh nhật của Tâm là ngày 1 tháng 7. Tâm cung hoàng đạo gì thế ạ? Tâm là cung cự giải, là đúng rồi, tháng 7 á. Nhưng mà hình như là moon sign của Tâm là khác nữa hay sao, bởi vì Tâm cảm thấy là Tâm không có 100% cự giải. Mặc dù là đúng là cự giải cũng có nhiều cái Tâm cũng giống lắm, như là như kiểu mà cảm xúc rồi lên bờ xuống ruộng hay là drama queen này nọ thì đó là Tâm đó, thì đó là cự giải. Nhưng mà cũng có một số thứ Tâm lại thấy có vẻ như là Tâm nghi về moon sign nhiều hơn hay sao á. Rồi gần đây Tâm cũng có nghe nói là trong tình yêu á, bói một hồi mình ra làm sao đó, là trong tình yêu là mình có thể sẽ có một cái cung khác nữa. Thì như là Tâm lại là nghiêng về bọt cạp trong tình yêu hay sao? Sở thích của chị là gì vậy? Câu này là câu cũng hơi rộng. Tâm có một sở thích rất là đặc trưng của Tâm luôn, đó là Tâm rất là thích nằm sofa hoặc nằm trên giường và nằm xem TV và xem phim. Mỗi lần mà Tâm có việc gì mệt mỏi hay là Tâm có chuyện gì, cái việc mà nghĩ tới cái chuyện bây giờ Tâm sẽ về nhà và Tâm nằm đắp cái mền, Tâm xem TV cũng làm cho Tâm cảm thấy được relax hơn rất là nhiều. Cho nên đó không chỉ là một sở thích không của Tâm mà nó còn là một cái để mà cách để mà Tâm thấy an toàn và cảm thấy thoải mái nữa. Ngoài ra trên nhiều cái hàng ngày, công việc hàng ngày của Tâm thì Tâm không biết cái này có được gọi là sở thích hay không. Nhưng mà Tâm rất là thích tự mình lái xe. Mọi người có thể thấy là lái xe là một cái công việc đó rất là căng thẳng và cảm thấy rất là mệt mỏi, và kiểu ôi vì sao hôm nay mình phải lại lái xe và phải đi đâu đó rất là xa xôi này nọ mệt mỏi. Nhưng mà đối với Tâm á, lái ở đâu một cái con đường mới, một cái chỗ nào mà xa xa nó Tâm rất là thích, Tâm thích vô cùng. Thì tại vì Tâm thích cái hành động lái xe, một cái điều này cũng khá là lạ, bởi vì là ai cũng thích được ngồi đằng sau xe và có người khác chở mình, nhưng mà Tâm lại rất là thích lái xe. Có một sở thích này nữa Tâm nghĩ chắc không phải mình Tâm đâu, nhưng mà tất cả mọi người trên thế giới hiện tại, đó chính là người đếm view, đếm like và đọc comment. Cho nên hãy để lại cho Tâm nhiều like, nhiều view và nhiều comment ở phía dưới nha. Chị Tâm thích và ghét nhất là gì ạ? À? Em thích chị lắm ạ, à, hu hu. Tâm thích chị mà hu hu là sao? Cùng tên chị khác họ với chị thôi ạ. À. Bắt đầu rồi, bạn có để cái icon này. Nếu bạn có xem video này thì nhớ comment cho Tâm biết nha. Bây giờ là cái mà theo Tâm nghĩ tới mà không phải là cái ghét nhất đi, mà là cái ghét bởi vì mình sợ nó nhất, là đó là con chuột. Thì Tâm rất là, trời ơi, Tâm sợ hãi con nó vô cùng. Tâm không sợ dán, không sợ thằn lằn, không sợ bọ, không sợ sâu gì hết. Nhưng mà Tâm mà thấy một con chuột ở 800 km là Tâm có thể thấy được nó, và Tâm đã bắt đầu chạy trước rồi đó. Là sợ nó muốn như vậy. Còn thích nhất là gì hả? Làm hàng ngày đi. Thì có lẽ là Tâm thích được cái cảm giác mà thảnh thơi, được một cái khoảng thời gian rảnh rỗi để mà nằm ở trên sofa và coi phim, coi TV. Hoặc là Tâm có một cái sở thích đó nữa là Tâm hay thích mở điện thoại lên và trong lúc mình đang ăn hay là đang make up hay là mình đánh răng rửa mặt, có thể Tâm rất thích mở điện thoại ngay bên cạnh và mở coi những chương trình như là mấy cái livestream của mọi người bán hàng online, hay là gần đây nhất nha, hiện tại là Tâm đang hay có một sở thích là xem bản hẹn hò, thì là Tâm có mở lên gì đó và cứ coi, cứ nghe và vừa làm việc của mình và vừa nghe trong video nói cái gì. Chị thích ăn uống món gì nhất nè? Cái món mà Tâm rất là thích đó là món sườn ram mặn. Đây là cái món mà cuộc đời Tâm luôn rất là thích, mà đi nếu mà Tâm có thể ăn mà không bị mập, không bị ảnh hưởng đến sức khỏe này nọ thì có thể Tâm sẽ ăn mỗi ngày cũng được luôn. Nên Tâm rất là thích sườn ram. Tâm vẫn còn nhớ ngày xưa bà Tâm cho Tâm ăn món sườn ram phải là chắc hàng ngày, tại vì biết Tâm thích đó, cho nên bà ngày nào cũng nấu, cho nên là chắc là nó là một cái dấu ấn thơ ấu của Tâm đến bây giờ. Cho nên là lúc nào Tâm nghĩ tới món thì Tâm thích nhất, Tâm cũng nghĩ tới sườn ram. Xin lỗi chị Tâm vì em hơi vô duyên, người chị đẹp quá. Khen đẹp và vô duyên gì? Số đo 3 vòng của Tâm là bao nhiêu ạ? Như là cũng một bạn nữa cũng hỏi là không biết là số đo 3 vòng của Tâm là bao nhiêu. Nếu Tâm không thích thì khỏi trả lời, hi hi. Không, Tâm thích nên Tâm sẽ trả lời. Số đo 3 vòng của Tâm vòng 1 là 80, vòng 2 là 62, vòng 3 là 92. Yeah, thì từ cái số đo này chắc bạn cũng thấy được là Tâm rất là tự hào vòng 3 của Tâm. Trên người Tâm là Tâm thấy cái đó là cái chỗ mà đáng đồng tiền bát gạo nhất đó. Chị thích uống trà hay cà phê? Thực sự là ngày nào chị cũng cần phải có một bình trà đá, một bình cà phê ngay bên cạnh chị. Nó thành một thói quen luôn á. Nhiều khi cầm theo bên người xong rồi tới đó không uống miếng nào hết trơn, nhưng mà cứ cầm theo chị yên tâm vậy đó. Cho nên nếu mà được lựa chọn thì Tâm phải lựa chọn cả hai. Nhưng mà nếu mà bắt buộc phải lựa thì Tâm sẽ chọn, Tâm sẽ chọn cà phê. À không, Tâm sẽ chọn trà. Lỗi nào, không, chọn lại, Tâm sẽ chọn cà phê. Chị có phải con một không ạ? À? Đúng, chị là con một.
Tâm có đi du học không ạ? Tâm chưa bao giờ đi du học. Có một số các anh chị ở bên Mỹ hay là một số anh chị ở đây, khi mà nghe Tâm nói tiếng Anh thì cũng hay hỏi Tâm là Tâm có đi du học hay không, hay là Tâm có đang ở Mỹ về hay không này nọ. Nhưng mà thực sự là Tâm chưa bao giờ ra khỏi đất nước Việt Nam qua 6 tháng hết. Cái này là sự thật. Tâm đã từng suýt đi du học, tức là mọi chuyện là mọi giấy tờ thi cử này nọ là đã xong hết rồi, chỉ còn khoảng đâu chừng tháng nữa là đi rồi. Thì bắt đầu là gần tới ngày đi rồi thì bắt đầu mẹ Tâm với Tâm bắt đầu bị hoảng á, là Tâm trước đó là đi lên tìm qua thử là ở Việt Nam có ngành nào mà tương tự với ngành mà chuẩn bị đi học hay không. Rồi mẹ Tâm thì bắt đầu là gần tới ngày hoảng, suy nghĩ tới kiểu con gái đi một mình rồi vân vân này nọ. Tới là tới lúc đó thì cả hai mẹ con đều quyết định là thôi không đi nữa, bỏ hết và quay lại trường OMIT học. Đi học ngành nào ở OMIT ạ? Hôm trước như có chia sẻ trong cái clip về trường OMIT với Premier và Cindy á, thì Tâm có nhắc tới là Tâm học ngành thiết kế truyền thông số, tức là cái ngành Bachelor of Design, người mở ngoặc ra là Digital Media, đóng ngoặc lại đó, cái ngành Tâm học. Các chị học tiếng Anh ạ? Thực sự như là Tâm đã học tiếng Anh từ bé, tuy nhiên á là học từ bé nhưng mà cũng bập bẹ. Mình lúc đó mình nghĩ mình giỏi nhưng thật ra không phải đâu. Tới cái lúc mà vào trường quốc tế học thì mới thấy là cái vốn tiếng Anh của mình nó chỉ là một hạt cát giữa một cái sa mạc hoặc là giữa cái biển khơi thôi, nó không là cái gì hết trơn đó. Vô đó là Tâm mất phải 6 tháng giờ thì mới có thể quen được với cách mọi người nói chuyện, quen được với tiếng Anh. Thực sự nha, bất kỳ ngôn ngữ nào bạn cũng cần phải mạnh dạn là một. Cái thứ hai là bạn phải ở trong cái môi trường bắt buộc bạn phải nói thì bạn mới sống được á. Thì cái tiếng Anh, cái ngôn ngữ của bạn nó mới được trau dồi. Đó là cái chuyện xảy ra với tiếng Anh của Tâm. Bởi vì Tâm ở trong trường đó mà tiếng Anh Tâm không giỏi thì Tâm không thể nào mà học được và không thể nào mà giao tiếp với bạn bè. Cho nên là lúc đó đối với Tâm là học mà biết được tiếng Anh là một cái chuyện sống còn, chứ không phải là một cái chuyện là biết cũng được mà không biết cũng không sao. Bất kỳ cái ngôn ngữ hay bất kỳ cái kỹ năng nào cũng vậy, là bạn cần phải lặp đi lặp lại nhiều lần và bạn nó là một cái chuyện hàng ngày và một cái chuyện thường xuyên thì bạn mới có thể nhớ được. Hồi xưa Tâm học trường quốc tế nào ạ? Ngày xưa mới vừa ở thành phố Hồ Chí Minh thì Tâm học từ cấp 2 lên tới từ lớp 6 luôn á, từ lớp 6 lên tới 12 luôn là Tâm chỉ học một trường thôi, đó là trường quốc tế thành phố Hồ Chí Minh, đọc là XMIC, tên đầy đủ là International School Ho Chi Minh City. Và sau này thì đại học thì Tâm lên học MIT. Chị bắt đầu đi vào nghệ thuật năm bao nhiêu tuổi ạ? Và dấu mốc chị nhớ nhất là gì ạ? Nếu nói về nghệ thuật, từ hồi bé Tâm bắt đầu đi học hát là từ năm 3 tuổi. Nhiều cơ hội cho các diễn viên trẻ, có rất là nhiều các anh chị cũng bắt tiếng để mà tham gia vào các bộ phim truyền hình rất là đang hot hiện nay. Tâm có ước mơ trở thành một người như thế nào? Tâm ước mơ, đây không phải là ước mơ không nữa mà là một mục tiêu, đó là Tâm muốn trở thành một người hạnh phúc. Hạnh phúc ở đây tức là sao? Tức là mình được làm điều mình muốn, là một mình một ngày trở về mình cảm thấy là ngày hôm nay của mình có ý nghĩa, mình đã sống một cuộc đời ý nghĩa. Và dù có thể là những cái gì mà mình trở thành thôi, những cái gì mình có thể là đối với người ta nó không là gì, nhưng mà nếu đối với Tâm đó là một cái điều làm Tâm hạnh phúc thì Tâm ok với điều đó. Cho nên là Tâm muốn trở thành một người hạnh phúc là được. Có một số câu hỏi giống nhau, Tâm sẽ gom và trả lời một lần nha. Ví dụ như là: mục tiêu năm nay của Tâm là gì vậy ạ? Chị có dự định tham gia phim mới nào trong năm nay không ạ? Chị có dự định ra thêm phim không ạ? Trái tim, yêu chị nhiều trái tim. Qua hai bộ phim Móng Tay Nhọn Bao Lô,
chị có dự định sẽ ra thêm dự án phim mới không ạ? À? Trong năm nay tất cả mọi người đều có rất là nhiều mục tiêu. Tuy nhiên là chắc như các bạn cũng biết là có một số các vấn đề không mong muốn nó xảy ra và mọi thứ đang được đóng băng chứ phải cả nửa năm nay rồi. Cho nên là Tâm bây giờ nếu mà có mục tiêu thì chắc là Tâm đang mục tiêu của nửa năm sau, chứ còn nửa năm đầu là coi như là nó đang bị delay lại hết. Thì hiện tại Tâm đang có một số các dự án web drama mới, xong trong tương lai Tâm sẽ bật mí nhiều hơn bởi vì mọi thứ còn đang trong cái quá trình tiền kỳ thôi, nên Tâm cũng không muốn nói trước bước hôm qua, hay là Tâm đợi tới khi nào mà có những cái công bố chính thức thì Tâm sẽ thông báo đến mọi người được chi tiết hơn. Nhưng hiện tại là Tâm có thể nói trước là đây là một dự án rất là lớn với một ekip rất là hùng hậu và một cái kịch bản phải nói là cũng hú hồn đó. Dù rồi trong năm nay Tâm cũng đang phát triển nhiều hơn về mặt YouTube hoặc là TikTok, Instagram, Facebook trên cái nền tảng social nhiều hơn, bởi vì đó là cái cách mà Tâm có thể đến với khán giả gần nhất, nhanh nhất, tức là Tâm đang mang Tâm đến khán giả rồi đó. Trong những bộ phim chị từng tham gia, đâu là vai diễn để lại cho chị nhiều ấn tượng nhất? Chắc có lẽ là bộ phim Đảo Nguyên Mùa Cương, bởi vì một là bộ phim này quá thành công đi, một cái thành công mà ekip cả chị đạo diễn cả diễn viên không ai ngờ tới là có một sự thành công kinh khủng khiếp như vậy. Tức là khi mà mọi người làm bộ phim thì chắc chắn là ai cũng muốn thành công, nhưng mà mọi người không bao giờ nghĩ đến cái mức độ mà cầm một bộ phim đi thi trong vòng 2 năm mà thắng từ đất nước này sang đất nước nọ, rồi được dự chiếu, rồi ta nói chung là gọi là thắng mà vang dội luôn. Mà Tâm nghĩ là trong sự nghiệp của Tâm chắc không bao giờ có một vai diễn nào mà ấn tượng hơn vai Chu trong Đảo Nguyên Mùa Cương cả, bởi vì vai Chu đó có rất là nhiều câu chuyện, có hoàn cảnh rất đặc biệt. Tâm nghĩ chắc là rất là ít những bộ phim nào mà có thể khiến một bạn khán giả có thể viết mấy chục bài để phân tích một cái bộ phim Đảo Nguyên Mùa Cương thôi. Mỗi bài là phân tích từng cái góc nhìn một, từng cái cú quay, từng nhân vật, về đạo diễn vân vân, là anh có mấy chục bài chỉ để phân tích về bộ phim đó. Nên Tâm nghĩ là rất là khó một bộ phim nào mà có thể để lại trong lòng người xem một cái ấn tượng sâu sắc đến như vậy. Và bản thân Tâm là người diễn viên, Tâm nghĩ chắc cũng khó để mà sau này có một vai diễn nào, một bộ phim nào mà có thể giúp Tâm có thể đi được 2 năm trời, từ đất nước này sang đất nước nọ, từ châu lục này sang châu lục nọ mà thắng liên tục và được đề cử liên tục như bộ phim Đảo Nguyên Mùa Cương. Tâm làm tóc ở salon là vậy, Tâm hay làm tóc ở salon Chí Tâm. Hay salon Chí Tâm ở đường Lê Thị Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh. Tâm có một cái video làm nhuộm tóc này nọ với Kim Chi ở một vài tuần trước, Tâm có up là cũng làm ở hay salon đó. Sau này chị có định tiếp quản sự nghiệp gia đình không? Tâm nghĩ là có, bởi vì là những cái gì mà mẹ chị đã tạo nên nó là một cái quá lớn, nó mà bỏ đi, cho nên là Tâm nghĩ là Tâm sẽ vẫn tiếp quản, nhưng mà sẽ tiếp quản theo một cách gián tiếp. Còn hiện tại thì chưa, hiện tại Tâm đang đi theo cái hướng của mình, nhưng mà Tâm nghĩ sau này là Tâm sẽ có một cách tiếp quản nhưng mà vẫn có thể làm được điều việc của mình riêng. Nếu ngày tận thế đến, chị được chỉ được giữ một món đồ và một người ở lại thì chị sẽ chọn cái gì và ai? Chọn người, chọn ai ở lại cùng với mình thì Tâm nghĩ Tâm chọn mẹ Tâm. Một là bởi vì là tận thế sắp chết đến nơi rồi thì Tâm nghĩ là Tâm chỉ muốn sử dụng cái thời gian còn lại với mẹ Tâm thôi. Đó là một, cái đó là mặt về mặt tình cảm. Và cái thứ hai về mặt thực tế là mẹ Tâm biết rất nhiều thứ, cho nên nếu mà muốn sống sót trong một thời gian dài nhất có thể thì Tâm nghĩ Tâm nên mang theo mẹ Tâm. Đó. Còn ví dụ một mình Tâm không thì chắc là Tâm nghĩ là tận thế chưa tới, Tâm chết trước rồi. Đó, cho nên nếu mà về mặt tình cảm là mình muốn dành cho mẹ, nhưng về mặt thực tế là bởi vì mẹ Tâm có một cái khả năng nhìn nhận, quan sát và khả năng giác quan thứ 6 rất ghê gớm, cho nên Tâm nghĩ Tâm sẽ mang theo mẹ Tâm để Tâm được sống tới giây phút cuối cùng của cái tận thế đó. Còn lại một món đồ thì là Tâm không biết là lúc đó tận thế nó có còn sống điện thoại hay không, con không biết còn mạng không, nhưng mà nếu lúc đó nó vẫn còn 4G và còn mạng thì Tâm sẽ mang theo điện thoại của Tâm. Nhưng mà nếu được quyền lựa chọn nữa về đổi món đồ đó, không cầm theo cái gì hết, chỉ được mang mà được mang theo 2 người, thì Tâm sẽ không mang theo đồ gì cả và Tâm sẽ mang theo 1 người nữa. Bởi vì tới lúc đó đồ đạc quan trọng gì nữa, mặc bộ đồ lên trên người chạy thôi là đã mừng lắm. À, đây là cái câu hỏi được các bạn hỏi nhiều nhất, Tâm sẽ đọc hết một loạt nha. Chị Tâm có người yêu chưa? Và hình mẫu lý tưởng của chị như thế nào ạ? À? Chị Tâm có người yêu chưa? Chị Tâm có bạn trai chưa nè? Chị có người yêu chưa ạ? À? Chị có người yêu chưa ạ? À? Tâm có người yêu chưa ạ? À? Về tình yêu của chị đi ạ. À? Tâm làm gì để có người yêu? Tâm đang sợ ế đi này. Nói chung là chưa có thiệt. Không biết các bạn có biết ai không thì đã động cho Tâm với, giới thiệu Tâm ở phía dưới comment, để lại số điện thoại này nọ, Tâm sẽ gọi thử từng người. Tâm nghĩ đó là do vì sao mình gần đây Tâm hay coi bản hẹn hò, tại vì Tâm nghĩ là cái khát khao bên trong con người Tâm này là muốn được hẹn hò. Tâm có người yêu đầu năm bao nhiêu tuổi? Nếu mà nói về tình yêu gà bông này nọ là chắc phải từ đâu năm cấp 2, cấp 3 gì rồi. Nhưng mà nếu mà nói về tình yêu, nói về tình yêu mà gọi là sau khi tốt nghiệp này nọ, sau khi tốt nghiệp 12 đi thì là khoảng năm 19. Còn
nếu mà nói về tình yêu đầu thực sự là năm 20, hãy kể về những mối quan hệ tình yêu trước đây của Tâm đi. Và có thêm cái câu này nữa quan, đó là Tâm trải qua bao nhiêu mối tình nghiêm túc rồi. Thì là Tâm đã trải qua 3 mối tình nghiêm túc. Thì là tình yêu đầu tiên mà có thể nói là thực sự mà biết tình yêu gọi là gì ấy, thì là vào khoảng năm 20. Còn sau đó là có một cái mối tình mà Tâm không bao giờ Tâm quên. Bởi vì đó là một cái mối tình làm cho Tâm biết được là ngoài kia không phải ai cũng thương bạn dễ dàng như cái cách mà cái người trước kia đã từng thương bạn. Cái này là cái một cái bài học rất là lớn mà không phải ai cũng có thể học được. Bởi vì khi mà mình ở trong một cái mối quan hệ mà mọi thứ đang êm đềm, nó đang vui, người kia đang chiều bạn, thì bạn nghĩ là ừ, thế giới ngoài kia nó sẽ dễ như vậy. Nhưng mà tới khi mà chia tay rồi bước ra ngoài kia thì mới thấy là không, ngoài kia là một cái chiến trường. Không biết có bao giờ các bạn nghe cái câu mà Love is a battlefield chưa? Tức là tình yêu là một cái chiến trường, nó đúng là chiến trường. Bởi vì ra ngoài kia là phải có những cái vũ khí của bạn, là cái gì đó là khả năng ăn nói của bạn, vẻ đẹp của bạn, vân vân, hoặc là cái sự khôn khéo của bạn, nó một cái vũ khí. Mà ngược lại, nếu bạn không có đủ vũ khí đó, bạn là một người gọi là ít kinh nghiệm và là ít trải nghiệm ở trên chiến trường như thế nào, thì bạn rất là dễ bị bắn chết, đúng không? Thì là cái mối tình thứ hai của Tâm đó là như vậy. Mặc dù là cái đó là cái mối tình rất là nhanh, mối tình nó rất là chóng vánh, tuy nhiên đó là cái bài học rất lớn cho Tâm biết được là lần sau mà Tâm tìm một người nào mà yêu Tâm kinh khủng khiếp, mà kiểu mà yêu gần như là vô điều kiện, gần như thôi nha, bởi vì vô điều kiện chỉ có gia đình bạn thôi, gần như là vô điều kiện, thì Tâm sẽ giữ người đó mãi. Thì đó là chuyện xảy ra với mối tình thứ ba. Mà sau đó thì cũng có một số vấn đề thì cũng không còn bên nhau nữa, nhưng mà nó cũng không phải là một cái gì mà quá sức đầu mẻ chán như mối tình thứ hai. Chị chia sẻ tư vấn quan điểm về tình yêu của chị đi chị. Quan điểm của Tâm về tình yêu á, Tâm có thể nói những cái điều này bởi vì là Tâm được sống trong gia đình rất là tư tưởng rất là thoáng, được tiếp xúc với văn hóa phương Tây từ rất là sớm, nên là Tâm có những suy nghĩ như sau. Tâm nghĩ tình yêu và là dành cho mình. Nếu bạn thấy bạn đang quen một mối tình, bạn đang quen một người nào đó mà bạn thấy vui, thì đó là mối tình dành cho bạn đó, là bạn nên ở trong mối tình đó. Mặc dù cái thằng ngoài kia người ta nghĩ trời ơi, thằng này sao được, con kia sao được, trời ơi, nhìn gì là biết băng sớm thôi sao đó, nhưng mà nếu bạn là người trong cuộc, bạn thấy vui thì đó là một mối tình đúng. Còn cái chuyện tương lai đâu ai biết được như thế nào đâu bạn. Cái chuyện tương lai nhiều khi bây giờ yêu nhau đập đầu vào tường, ai biết được năm sau, 6 tháng sau như thế nào đâu. Cho nên hiện tại bây giờ bạn thấy vui là được rồi. Thêm nữa là Tâm nghĩ hiện tại nha, tình yêu mà không có một cái sự ích kỷ, một phải có đủ một cái bao dung to lớn và nhìn thấy người kia hạnh phúc này nọ thì mình cũng vui, mặc dù người ta không yêu mình nọ, thì đó là một cái chuyện cổ tích. Bởi vì Tâm là người ích kỷ, rất ích kỷ. Đó là bản thân Tâm thôi. Bởi vì khi mà bạn thực sự yêu một người thực sự á, làm gì có cái chuyện mà bạn mong người ta sẽ đi với người khác, muốn người ta hạnh phúc là được. Bạn phải muốn người ta hạnh phúc với bạn chứ. Đó là quan điểm của Tâm thôi. Có thể mọi người nói là ích kỷ, nhưng mà đó là quan điểm của Tâm. Rồi thêm nữa là ví dụ lúc nãy Tâm mới vừa nói về mối tình thứ hai á, thì mọi người nghĩ là Tâm hay vẫn còn thù hận là bởi vì Tâm còn yêu, thì đâu Tâm có yêu gì hết chứ, nó yêu gì giờ này nữa. Chỉ là Tâm muốn là người ta làm gì với mình á, thì người ta phải bị nhận lại những cái gì đó mà nó xứng đáng với cái điều đó. Cho nên là nếu mà bạn vẫn còn đang ghét một người, bạn còn đang muốn hận thù một người đó, thì đừng có nghĩ là bởi vì bạn còn yêu, mà chỉ là cái sự ích kỷ của bạn, bạn muốn gọi là trả thù gián tiếp thôi. Nhà chị là 6 căn hộ riêng xây thành một căn của chị hay sao ạ? Đúng rồi, nhà Tâm là một cái tầng chung cư và mỗi cái căn hộ là một phòng riêng của mỗi người, hoặc là một phòng riêng để làm phòng bếp, hoặc là phòng ăn, phòng khách này nọ. Ở đây câu hỏi cũng rất thú vị nha. Are you bisexual? Và chị nghĩ sao nếu một ngày chị thích con gái? Are you bisexual? Tức là bạn phải là lưỡng tính hay không? Và chị nghĩ sao nếu một ngày chị thích con gái? Hiện tại Tâm sẽ nói với bạn là Tâm không phải bisexual, bởi vì Tâm rất là mê trai. Tâm rất là thẳng. Nhưng mà tương lai Tâm không biết, nhưng mà hiện tại là Tâm không phải lưỡng tính. Chị nghĩ sao nếu một ngày chị thích con gái? Tâm nghĩ đây là một chuyện bình thường. Bởi vì á, cái này là cái Tâm đọc được. Đó là con gái không có ai thẳng 100% hết. Bởi vì bạn có để ý không, có nhiều con trai á, họ rất ít khi nào mà có thể nhìn một người con trai khác mà kiểu trời ơi sao anh này đẹp quá vậy, trời ơi muối này nọ đẹp quá, ít lắm, trai thẳng không có ai như vậy hết. Nhưng mà gái, con gái mình nha, mình vẫn có thể nhìn một người phụ nữ khác mà mình kiểu trời ơi trời chân đẹp quá à, trời tóc đẹp chị, trời ơi bụng đẹp quá à, và mình cảm thấy đó chị bình thường, và mình cảm thấy trời ơi người này nóng bỏng, kia nóng bỏng quá. Cho nên á là mình, con gái mình nó là không có ai thẳng 100% cả, mình cũng sẽ có một cái lúc nào đó mình có thể sẽ bị nghiêng ngả vào một trong hai bên. Cho nên nếu mà bạn có để ý là con gái á, đôi khi thì bạn đang thấy một người, người ta quen con trai một thời gian, xong thì chia tay đi quen con gái, xong nhiều khi chia tay con gái lại đi quen ngược về quen con trai, thì đó là cái chuyện rất bình thường. Còn con trai không có nha, con trai một khi mà đã thường em thấy một khi mà đã quen đồng giới rồi ấy, là không bao giờ quay lại, bởi vì đó là cái giới tính của người ta rồi. Nhưng mà phụ nữ thì lại có cái khả năng linh động cao, cho nên là cái chuyện mà một ngày đó Tâm thích con gái là cái chuyện rất là bình thường, ai biết được. Giống như là bây giờ bạn Tâm cũng đùa với Tâm á, là Tâm đang rất là thích một chị diễn viên tên là Ruby Rose. Tâm trời đẹp, trời đối với Tâm chị rất đẹp,
sao mà cuộc đời này có thể đẹp đến như vậy. Nhưng mà chị đó là một người chỉ lesbian. Tấm thiệt là nếu mà chị đó bây giờ tới chị cua tao, tao yêu nó. Nhưng mà là sao ai biết được, lỡ một ngày có một ngày đó xảy ra thì sao, tao không biết được. Nhưng mà cái chuyện mà tâm có một ngày tâm thích con gái hay không thì cũng có khả năng xảy ra, nhưng hiện tại là không có. Skincare routine của chị à, tâm đã có một cái video nói về cách dưỡng da của tâm ở trong những cái video trước, thì cái gì tâm sẽ để link đâu đó hoặc là ở dưới, các bạn bạn nhớ vào xem nha. Tiếp chọn bạn mà chơi của chị Tâm. Tâm chơi với bạn á, tâm có một cái quan điểm như thế này. Khi mà tâm chơi với một những người bạn của tâm á, thì tâm đặt cái chuyện mà vô tư lên hàng đầu. Bởi vì khi mà mình đã chơi với một cái nhóm bạn á, mình phải chơi với một cái tinh thần là không có lợi dụng được nhau hết. Chơi là phải cho vui và cho một cái sự, phải có một sự chia sẻ chân thành. Cho nên á, nếu mà tâm chơi với ai đó mà tâm thấy họ một sự tính toán dành cho tâm á, thì tâm không có muốn chơi với người đó nữa. Và thực sự là cái giác quan của mình nó rất là nhạy, mình cảm giác người ta như thế nào với mình á là thực sự là thường thường là đúng. Cho nên khi mà tâm có một cảm giác gì đó không tốt với một người đối diện thì tâm sẽ không có muốn chia sẻ nhiều với người đó. Cho nên là tiếp chọn bạn mà chơi với tâm là gì? Một, đó là dựa vào cái giác quan thứ sáu của mình, mình cảm thấy người ta như thế nào như thế nào á thì thường là khả năng cao là nó đúng. Cái thứ hai đó là nhìn thấy bạn để ý xem là xung quanh họ có những ai, thì cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ cho bạn biết bạn là người như thế nào. Là tâm thấy con này rất là đúng nha, bởi vì mình chơi với mình như thế nào mình mới chơi với những người như vậy, và ngược lại là mình như thế nào mới có những người như vậy chơi với mình. Cho nên bạn hãy để ý là xung quanh cái người bạn chơi á nó có những ai. Còn ví dụ tâm có một cái quan niệm nữa, đó là có thể có những người người ta người A B C đã nói về người đó không tốt, nhưng nếu họ tốt với mình và mình đi chơi mình thấy vui, tâm vẫn thấy ok cho cái chuyện mà mình đi chơi mình vui bình thường thôi thì không sao. Còn cái chuyện mà sâu xa hơn tâm sự thì có thể mình không cần, nhưng mà trong cái lúc đó mình đi chơi với người ta, mình cảm thấy an toàn, mình thấy người ta đối xử tốt với mình thì tâm vẫn chơi bình thường thôi. Bởi vì là cái quan trọng là ta đối xử với mình chứ. Còn cái chuyện mà họ đã làm gì ngoài kia thì mình đâu thể là mình biết được, mình cũng không thể nào chuyện nội bộ đó đã có những chuyện gì xảy ra. Hôm trước khi tâm có vision board, vậy tâm có tin vào law of attraction không? Tâm rất tin vào law of attraction, bởi vì có rất là nhiều chuyện, rất là nhiều thứ đến với tâm là dựa vào cái niềm tin của tâm vào law of attraction. Bởi vì đây là một cái điều mà không phải là về mê tín đâu, mà nó là cái điều mà rất là nhiều người đã chứng minh được rồi. Đó chính là bạn gửi cái gì vào trong vũ trụ này thì vũ trụ sẽ gửi lại cái đó cho bạn. Cho nên là tâm luôn tin vào cái điều là mình phải có một cái sự tích cực và mình phải có một cái niềm tin vào những gì mình đang làm thì vũ trụ sẽ gửi lại cho bạn những cái điều mà bạn đang mong muốn. Chị có thể kể một kỷ niệm đáng nhớ từ ngày chị làm YouTuber được không chị? Đáng yêu của em. Tao nghĩ bây giờ tao có thể nhớ được tới là có một cái kỷ niệm là hôm quay so sánh hai cây son Hermes rồi Gucci á. Lúc đó tao nhớ khoảng 2-3 giờ sáng. Mà các bạn biết là thời gian mà 2-3 giờ sáng cái đầu óc mình mới đi ngủ. Lúc đó là mình có minh mẫn, mình có thông minh như nào chăng nữa, mà lúc cỡ giờ đó bắt đầu mình chỉ còn hoạt động được chắc chừng 20%. Mà lúc đó là rất là cần phải nói cho tốt, rất là cần phải nhạy bén so sánh này nọ để quay clip, mà lúc đó cái đầu nó đang đi ngủ rồi giờ mà cái miệng phải nói. Lúc đó là bắt đầu là nói hơi lung tung, nói lung lung, xong rồi về dựng á hả, tao nói ngồi nghe cắt dựng muốn xỉu luôn. Lúc đó tao quay tao biết luôn là khi bạn dựng về dựng á là cực lắm, bởi vì nói tùm lum, nói vấp rị, trời ơi, nói thông tin ý này nó chồng ý nọ, xong rồi nói tao nói lan man khủng khiếp. Nhưng mà bằng một phép màu nào đó, bạn dừng đã làm được một cái điều rất là gọi là một cái phép thuật, đó là làm cho tâm nói chuyện vừa rất là chân chu. Mặc dù là lúc đó rất là mệt rồi, nhưng tâm vẫn muốn là làm sao để cho các bạn có được những cái thông tin sớm nhất và những video chất lượng nhất. Cho nên là dù là 3 giờ sáng nhưng mà vẫn phải ráng quay cho xong. Chị tâm thích brand nào nhất? Tâm rất là thích brand Dior, Gucci và Jacob Muse và LV nữa. Châm ngôn sống của chị là gì ạ? Tâm có một châm ngôn sống, đó là khi mà mình có niềm tin là mình đã chiến thắng được một nửa rồi. Tâm có niềm tin rất là sắc son của cái câu nói đó, bởi vì đã rất là nhiều trải nghiệm cho cuộc sống của tâm, đó là khi mà tâm bắt đầu tâm làm á, mọi thứ nó mông lung cực kỳ, mọi người chắc nghĩ là mình không làm được đâu. Nhiều khi làm bài xong rồi thầy cô nhìn cái bài mình nghĩ là trời ơi, bài này làm sao được, mình chưa có sản phẩm gì và mình chưa có thực sự làm gì nữa mà có thể chứng minh được mình làm được. Những cái lúc đó là tâm có một cái niềm tin, tâm có một cái niềm tin rất là sắc son, đó là tâm sẽ thực hiện được cái dự án này hoặc là thực hiện được cái mục tiêu này một cách xuất sắc nhất. Và tâm cứ gì, tâm cứ bền bỉ, tâm chiến đấu tới cùng thôi. Cuối cùng là cái kết quả là nó còn tuyệt vời hơn những gì mà tôi tưởng tượng. Cảm hứng và nguồn động lực của chị để cố gắng là gì ạ? Đâu là nguồn cảm hứng cho chị để chị đạt được thành công như hôm nay ạ? Tâm có thể nói là cái cảm hứng để cho tâm trở thành một người phụ nữ mà có một cái sự chiến đấu bền bỉ. Tâm nghĩ nguồn cảm hứng lớn nhất của tâm đó chính là mẹ tâm. Bởi vì mẹ tâm cũng là một người phụ nữ rất là mạnh mẽ,
mà lại siêu thành công, có thể quản lý được biết bao nhiêu thứ như vậy trong cuộc sống. Nên Tâm thấy là, và từ nhỏ đến lớn Tâm lại được chứng kiến cái một người mẹ thành công như vậy, cho nên là trong đầu Tâm luôn mặc định là mình sẽ trở thành một người phụ nữ giống như mẹ. Chị thấy mình đã đạt được những thứ mà mình mong muốn chưa ạ? À? Yêu chị nhiều. Gần đây Tâm đang dần dần thấy những gì mà Tâm mong muốn nó đang đến với Tâm gần hơn. Nhưng mà để mà thực sự mà đủ rồi mà đắp mền đi ngủ thì chưa, vẫn còn đang có một chặng đường rất là dài phía trước. Chị có hay hoạch định cuộc đời mình chấm hỏi, và câu nói đã lấy động lực mỗi ngày của chị là gì? Nói về hoạch định mà từng tháng một, từng năm một vậy nọ thì Tâm thực sự Tâm không có. Nhưng mà Tâm có một cái hoạch định trong cuộc đời Tâm là, ví dụ như là ở cái khoảng độ tuổi này là Tâm sẽ làm gì, Tâm phải có cái gì, độ tuổi này thì Tâm mới làm cái gì, Tâm sẽ đôi khi sẽ để một cái gì đó ở độ tuổi nào đó, thì là Tâm có một cái nhìn tổng thể cuộc đời Tâm. Nhưng mà còn về từng cái kế hoạch từng ngắn một thì Tâm không có, bởi vì là Tâm cũng có tin một cái tâm hồn của nghệ sĩ, Tâm cũng thích những cái gì mà nó làm việc cũng theo cảm hứng của mình, nên đôi khi là không thể nào mà mình kêu ngày hôm nay mình làm cái này mình có thể làm được, bởi vì một tinh thần nghệ sĩ thì nó sẽ dễ bị như vậy. Tâm cho Tâm những cái mốc để mà nếu mà tới lúc đó mình không làm được thì mình phải tìm một cái khác để mà mình làm, chứ mình không thể nào mà cứ đâm đầu vào làm một chuyện mà trong vòng bao nhiêu năm đó mà không thành công, mà mình cứ làm hoài mình sẽ vừa tốn thời gian của mình mà đôi khi là mình chưa có nhận biết được là mình có thể làm được những gì khác được không. Có một câu nói này của mẹ Tâm, câu nói này không phải là một câu nói lấy động lực, nhưng mà là một câu nói Tâm thấy rất là hay để mình cho mình có một cái tinh thần lạc quan hơn để mà làm việc mỗi ngày, đó là công việc chính là giải quyết vấn đề. Tức là ở đây có nghĩa là nếu mà bạn đang làm công việc, bạn thấy chỗ sao gặp vấn đề hoài vậy, rồi ngày nào cũng có chuyện, nhưng mà thật ra công việc là giải quyết vấn đề. Nên ngày nào mà bạn đi làm bạn cảm thấy là ngày đó không có vấn đề gì để giải quyết thì ngày hôm đó bạn không có làm công việc gì hết. Câu cuối cùng nha, áp lực nhất của chị là gì và sao chị vượt qua được điều ấy? Cái áp lực của Tâm đó là làm sao cho mọi người thấy là những gì Tâm bỏ ra và những cái gì mà Tâm đầu tư vào cho công việc của Tâm nó không phải là hoang phí. Đây là một cái áp lực rất lớn, bởi vì á mọi người thấy Tâm có một cái điều kiện như vậy, và nếu mà Tâm không thành công mọi người sẽ lấy Tâm ra làm ví dụ, đó là không phải cứ có tiền là muốn làm gì cũng có thể làm được, và Tâm không muốn điều đó xảy ra, cho nên đó là cái áp lực lớn nhất của Tâm. Cảm ơn các bạn đã gửi cho Tâm những câu hỏi rất là hay. Nếu các bạn còn những câu hỏi nào nữa thì nhớ hãy để dưới comment cho Tâm nha. Cảm ơn các bạn đã xem video này của Tâm, đừng quên like video này, subscribe kênh Ngọc Thanh Tâm Official cho Tâm nha. Cảm ơn các bạn.